Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gun El Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 41. Chuyện gì thế này? Cánh cửa gần như bị đâm thủng khi trưởng khoa Han Jun lao vào như một con bò tức giận. Ông ấy liếc qua những băng vải lớn quấn quanh gáy của Hi Chu, những vết xước trên mờ bàn tay, và những mảnh băng vết thương lộ ra dưới bộ đồ bệnh nhân lỏng lẻo, sắc mặt lập tức trở nên u ám, rồi tiến gần đến cô. "Hi chu, cô?" Hi chu ngơ ngác chớp mắt, từ từ nâng cánh tay lên. "Tôi không sao, may mắn thôi." Cô ấy nói bằng ngôn ngữ ký hiệu một cách bình tĩnh, nhưng cử chỉ hôm nay chậm hơn nhiều so với bình thường. "Tai nạn gì chứ, cô suýt mất mạng rồi đấy." "Không có gì nghiêm trọng, phải không?" Tôi nghe nói đã phải khâu mười mấy mũi, tay chân đều bị thương những vết thương này. Ở đây, ở đây. Khi ông ấy đang thương xót vuốt ve mờ u bàn tay và má hi chu, đột nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra. Một luồng gió lạnh ập đến. Ông nhìn hi chu đang ngoan ngoãn dựa vào ghế, rồi nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Lông mày của Bét xa ơn nhẹ nhàng nhướng lên, như thể muốn xác nhận những gì mình đang thấy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người người đàn ông cau mày quay lưng về phía họ rồi khóa cửa phòng bệnh chào anh anh ấy bình tĩnh chào hỏi rồi kéo cổ tay của han Jun xuống khiến tay ông ấy đang vuốt ve hi chu rơi xuống vô lực trưởng khoa han Jun chừng mắt nhìn á bét xa ơn phát ngôn viên à rất vui được gặp mặt á á ông ấy xoa cổ tay đau nói lắp bắp không khí giữa ba người lập tức rơi vào im lặng. Trong cuộc đối đầu bất ngờ này, Hi Chu cũng đứng sững lại, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là trưởng khoa Han Jun. Chị yêu, liệu phát ngôn viên của Trơn qua đây lại đến thăm một nhân viên bình thường như vậy? Chị yêu, Bác Sa ơn lập tức nắm lấy cơ hội, giọng nói lạnh như băng. Cái lạnh lẽo khiến người ta dùng mình. Tại sao anh lại gọi cô ấy như vậy? Cái gì? Gọi một người phụ nữ nhỏ hơn mình 12 tuổi là, chị yêu, có phải cố ý không? Dù là một câu nói vô thức, nhưng khi gặp lần đầu mà gọi như vậy thì cũng quá thiếu tôn trọng. Hàn Jun rõ ràng không ngờ sẽ bị mắng trực tiếp như vậy, má ông ấy giật giật một chút. Sau này đừng gọi cô ấy như vậy nữa. Phát ngôn viên bác xa ơn, cậu thật là vô lễ. Nghe này, là chồng của cô ấy, tôi rất không hài lòng. À, Tôi, gì cơ, anh vừa nói gì vậy? Trên mặt Han Jun thoáng hiện vẻ bối rối, đầu óc ông như một chiếc máy cũ kỹ kêu lục cục. Chồng, chồng, Hi Chu, chị yêu, đây là... Để tôi nhắc lại lần nữa. Bác Sa ơn nhíu mày, liếm môi. Lần này, anh không che giấu sự bất mãn của mình. Tại sao Hi Chu lại là chị yêu của anh? Hãy dùng miệng của anh nói rõ đi. Tại sao Hi Chu lại là Chị yêu, của anh. Càng nghĩ càng, anh tức giận vuốt lại tóc, lời nói đột ngột ngừng lại. Trưởng khoa Han Jun nhanh chóng dùng ngôn ngữ ký hiệu. Hi Chu, chuyện này là sao? Cái đó. Hi Chu gãi má, tránh ánh mắt của ông. Béc xa ơn, người luôn công bằng vô tư, lại có thể cảm xúc như vậy ngay lần gặp mặt đầu tiên, làm cô rất ngạc nhiên. Hi Chu không ngừng liếc nhìn anh, món tay cô hơi run lúc này bác xa ơn đột ngột nắm lấy bàn tay cô đang nhẹ nhàng run rẩy như cánh bướm cô ấy cần nghỉ ngơi xin mời khách rời đi Hàn run cau mày không hiểu lắm nhìn họ đầy ngờ vực phát ngôn viên bác xa ơn ông thật sự là chồng của hi chua chúng tôi chồng của hi chua chúng tôi bác xa ơn lạnh lùng cắt ngang lời ông ta anh thật sự phát ngôn quá tùy tiện rồi anh nói gì trưởng khoa cũng giận dữ trừng mắt phát ngôn viên của trơn qua đê sao lại nói dối với người bình thường nếu lời anh nói là thật thì tôi xin lỗi tôi không thể chấp nhận anh đã không xuất hiện sao có thể nói mình là chồng của hi chu lời han Jun càng nói càng dài thì sắc mặt bếp xa ơn càng trở nên lạnh lùng hi chu à tôi không biết tình hình thế nào nhưng người chú này tôi không thể nhận ông quay sang hi chu với vẻ mặt nghiêm túc này phát ngôn viên bét xa ơn tôi từ nhỏ đã nhìn cô bé này lớn lên Hi chu đối với tôi không phải là một người phụ nữ mà là em gái tôi muốn chăm sóc vì thế tôi mới như anh trai bảo ban cô ấy anh trai cùng với một tiếng cười lạnh lời ông ta lại bị ngắt lời con người như anh lại giao những chuyện như dịch thuật gia đình cho một đứa trẻ như em gái cái cái đó là hi chu không có anh trai như anh nếu có thì chắc chắn còn tốt hơn anh. Anh nói gì? Anh trai hay cha cũng được, tất cả những danh xưng dành cho đàn ông. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy lửa. Đều là của tôi. Cuộc tranh cãi của hai người chỉ kết thúc khi bác sĩ đến. Han Jun bị bác sĩ đẩy ra ngoài, còn ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu chúng ta sẽ nói lại. Hi Chu gật đầu. Căn phòng bệnh chỉ còn lại hai người, bếp Sa ơn khoanh tay, hơi ngừng cầm lên vừa rồi tên đó nói gì? Hi Chu mở to mắt, cầm điện thoại lên, ngón tay cô chạm vào màn hình với cảm xúc thô giáp. Cô im lặng gửi một tin nhắn. 8 giờ tối, đừng gọi hắn ta là tên đó. Khi nhìn thấy nội dung, anh ta nhíu mày một chút. Lại có một tin nhắn khác bật lên. 8 giờ tối, không nghĩ đến việc quản lý hình ảnh sao? Đây là một câu trách móc. Bexa xa ơn xoa xoa cổ ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Vợ là tốt, nhưng đừng thay lời cho người đàn ông khác. Anh ta nhẹ nhàng vuốt qua má Hi Chu, đúng là vị trí mà trưởng khoa đã chạm vào. Cảm giác tiếp xúc thoáng qua làm khuôn mặt cô trở nên cứng đờ. Cô vẫn chưa quyết định nên dùng biểu cảm gì để đối diện với Bách xa ơn. Tuy nhiên, không tự chủ, đầu cô lại quay về phía anh. Những cảm xúc tiêu cực như thất vọng, phản bội, Xấu hổ và khó chịu dường như chiếm ưu thế Hơn nữa, cô phải kiểm soát bản thân không nhìn vào phía trước của quần anh Tại sao trên mặt Hồng Hi Chu lại đầy tức giận Hừ, ờ Câu nói bình thường ấy lại được phủ lên bởi tiếng rên lạ lẫm của anh ta Trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại phát ra những âm thanh đó Hi Chu dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đột nhiên cảm thấy tức giận Cái kiểu bét xa ơn đó Tôi không quen biết, cô đã nghĩ rằng từ khi còn thiếu niên cho đến 30 tuổi, mình là người hiểu anh nhất. Hoàn toàn là một sai lầm. Không chỉ không biết gì về nội tâm của anh ấy, mà còn không biết gì về đời sống riêng tư của anh ta. Sau khi kết hôn, cô chưa từng có quan hệ tình dục với anh ấy, và điều đó vẫn thế. Chồng chỉ mang tính chất danh nghĩa, cô thậm chí còn chưa nhìn thấy bộ phận sinh dục của anh ấy, nhưng lại chìm đắm trong tình cảm đơn phương. Khi nghe thấy tiếng rên của anh ấy, cô ngay lập tức nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào. Tôi chỉ mới hôn qua, còn 406. Nhưng 406 chính là tôi sao? Nhưng Bách Sa ơn đâu có biết 406 là ai? Có nghĩa là anh ta đã tự sướng trước mặt người phụ nữ là. Dù nghĩ thế nào đi nữa, anh ta vẫn là một kẻ biến thái đáng ghét. Lòng Hi Chu lại bùng cháy một lần nữa. Có gì thì nói đi người đàn ông luôn chăm chú theo dõi sự thay đổi biểu cảm của cô lên tiếng anh ta rõ ràng mang biểu cảm chờ đợi như thể hy vọng tôi sẽ nói gì đó anh quan tâm đến đời sống tình dục của tôi à tên biến thái thực ra tôi có rất nhiều điều muốn nói chẳng hạn như anh thật sự là bác xa ơn mà tôi biết không hành vi buông thả như vậy anh đã quen rồi sao anh đã làm thế này trước mặt những người phụ nữ lạ bao nhiêu lần rồi hai người giấu kín ánh mắt bên trong gặp nhau. Hi Chu mở to mắt giận dữ nhìn anh. Cũng có chút bản lĩnh đấy, Hồng Hi Chu, dám thở hồn hển trước mặt tôi. Anh ta nhẹ nhàng chạm vào sông mũi cô, bóp một tiếng vang lên, Hi Chu mạnh mẽ đập tay anh ta ra. Bexa xa ơn có chút ngạc nhiên cười, anh ta sở cầm, cố gắng che giấu nụ cười ở khóe miệng. Không biết vì sao, khóe mắt anh ta dường như có chút thay đổi. Nhưng khi nhìn lại, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ có cơn giận của Hi Chu là vẫn bùng cháy. Làm sao để đối phó với người chồng đáng ghét này, cô đã suy nghĩ một điều từ tối qua. Làm sao để đe dọa anh ta mạnh mẽ hơn, ly hôn thật thoải mái. Thậm chí còn đi xa hơn, cho anh ta một bài học. Không có gì để nói thì tôi đi đây. Lúc này, Bác Sa ơn nhìn đồng hồ, đứng dậy. Mặc dù rất muốn chất vấn anh ta liệu có lại đi tìm phụ nữ khác hay không, nhưng cô chỉ biết nghiến chặt môi. Tôi sẽ quay lại vào lúc nửa đêm, có một lịch trình không thể bỏ qua. Mặc dù đã có chút linh cảm, nhưng khi nghe trực tiếp, trái tim cô vẫn thắt lại. Vì vậy, cô không thể kiểm soát bản thân, cầm lấy điện thoại. Hi Chu thử gửi một tin nhắn cho chồng. 8 giờ 4 tối, tôi cả ngày nay rất buồn chán hay là ngủ trên giường tạm nhé. Anh ta nhìn vào nội dung, nhẹ nhàng gõ nhẹ vào cầm bằng cạnh điện thoại, nhìn chăm chăm vào Hy Chu. Cũng hiếm khi thấy anh ta lộ ra một chút hoảng loạn. Nhưng anh ta thở một hơi nhẹ, nhớn mày. Sẽ chơi với em. Đây là điều em muốn phải không? Tuy nhiên, nói xong câu đó, anh ta lại bước ra khỏi phòng bệnh. Không thể diễn tả nổi sự thất vọng đối với người anh trai luôn chín chắn, điềm tĩnh, xử lý mọi việc lạnh lùng. Khóe miệng Hi Chu run lên nhẹ. Tâm trạng cô tụt xuống đáy vực. mươi 42, cô nhìn đồng hồ, lại kéo chăn trùm lên đầu, kiểm tra lại thời gian một lần nữa, và rơi vào nỗi lo âu vô tận. Đôi khi cô muốn xác nhận lại hành vi buông thả của Bách xa ơn, đôi khi lại hy vọng mình sẽ mãi không biết sự thật. Ừm, Hong Hi Chu cắn móng tay, phát ra âm thanh đầy đau đớn đầu óc cô rối bời vì những cảm xúc đan xen giữa lạnh và nóng. Nhưng, tút, tút, sự tò mò về hết xa ơn, nỗi sợ hãi của một người vợ và sự phủ nhận hiện thực cuồn cuộn trong cô, cuối cùng khiến cô cầm lấy điện thoại. Tút, tút, nhịp tim đập mạnh hơn bình thường. Giá mà anh ta không nghe máy thì càng tốt, lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột ngừng lại. Ngay khi cuộc gọi được nối, miệng cô lập tức khô lại. Tôi, có đang run không? Hong Hi Chu nín thở. Sao lại gọi lại nữa? Giọng nói bên kia sắp nhọn, như đang trách móc. Rõ ràng là sợ đến mức không nói nên lời. Mặc dù Hong Hi Chu thở phào vì không nghe thấy tiếng nước, nhưng giọng điệu khinh miệt của đối phương khiến cô nhíu mày. Hôm nay lại muốn xem tôi thế nào sao? Có phải muốn tôi lại dính chút gì đó của anh không? Từ giọng điệu lạnh lùng và chậm rãi của anh ta, có thể cảm nhận được sự bất mãn. Mắt Hong Hi Chu lóe lên vào khoảnh khắc đó. Chỉ cần tôi mở miệng, sự nghiệp chính trị của anh sẽ kết thúc. Đối phương bỗng im lặng, như thể đang quan sát tình hình. Không được, phải cứng rắn hơn, thô bạo hơn một chút. Nói như một tên tội phạm đe dọa, thực sự. Nếu đã quyết định là một người vợ phản bội, sao còn đứng đây như một kẻ mới bắt đầu? Quay lại với vai trò của một kẻ tội phạm đe dọa số 406 tội phạm đe dọa cũng có tự trọng. Sự bướng bỉnh của cô gần như đồng nghĩa với việc kiên quyết phủ nhận hiện thực. Không thể nào, Bét Sa ơn làm sao có thể như vậy được. Tôi nói này, đồ khốn không phải tôi đã yêu cầu anh thỏa mãn điều tôi muốn từ ban đầu sao? À, vậy là anh muốn như thế sao? Dù chuyện này có bị phanh phui, anh thực sự không quan tâm sao? Dù mọi người có chỉ trò, bàn tán, nếu đã làm thì làm những yêu cầu kích thích hơn đi cuộc trò chuyện một chiều của hong hi chu bé xa ơn cũng phản hồi lại bằng cách tương tự vì người đàn ông này không bao giờ mất nhịp điệu của mình càng khiến hong hi chu cảm thấy lo lắng hơn tôi không bảo anh làm nhanh chóng khôi phục lại tình hình sao trước khi cuộc gọi này trở nên tồi tệ như vậy hong hi chu cắn chặt môi dưới nghiến răng lại thật sự muốn bôi phân lên mặt tôi sao một kẻ bị quyền lực mê hoặc có thể chịu nổi sao?" Lưỡi sắc bén cố ý buông lời. Cơn giận tích tụ dần dần bùng nổ. Tiếng bật lửa vang lên, tiếp theo là tiếng thuốc lá cháy. Cảm giác như đang xem một màn trình diễn thú vị, có thể cảm nhận được anh ta dựa vào đó rất thư thái. "Nếu anh cứ kéo dài như vậy, tôi không biết mình sẽ làm gì nữa. Xin lỗi, nhưng tôi vẫn thích từ từ. Tôi không vội vàng như vậy đâu." Tôi không phải đang nói về chuyện này, mà là, anh có biết tôi đã nắm giữ bao nhiêu bằng chứng không? Nếu tôi công khai những bản ghi âm này thì sao? Danh tiếng của anh sẽ ra sao? Anh không sợ à? Ừm, anh không thể sợ một chút nào sao tôi là 406 đấy. Kẻ đe dọa 406 giọng hét to vang lên, vì không kiềm chế được cảm xúc mà trở nên chạch đi. Cô chỉ hy vọng đây chỉ là một sự cố tạm thời chút hy vọng ngu ngốc trong lòng người vợ chính thức. Sau cuộc gọi tối qua, cô đã liều mình thử một lần. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến tôi. Chuyện gì? Có một người phụ nữ tôi muốn, làm sao có thể gọi là điểm yếu được? Nếu là một mối quan hệ công khai, thì có vấn đề gì đâu? Một người phụ nữ, tôi muốn. Những lời của anh ta từng câu từng chữ khiến trái tim người vợ chính thức đau đớn. Trên thế giới này có quốc gia nào công nhận ngoại tình không? Huyết áp cô dâm lên cổ và sau gáy, nhưng Bexa ơn vẫn bình tĩnh tiếp tục nói. Nếu bị cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư, ngược lại sẽ gây ra phản tác dụng, không ảnh hưởng gì đến tôi. Có thể mặt mũi tôi sẽ hơi ngượng, nhưng chỉ cần dẫn đầu các hoạt động công ích về tội phạm mạng là được. Nếu thuận lợi, còn có thể sửa đổi các luật liên quan. Những lời lẽ trơ trẽn này thật khó tin. Hong Hi Chu vùi chán vào gối, thở hồn hển. Ba năm cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt. Trong tình trạng này, chứng kiến bộ mặt thật của chồng, thật là một sự tra tấn kinh khủng. Hong Hi Chu chôn mũi vào gối, cảm thấy như sắp nghẹt thở, rồi đột ngột ngừng đầu lên. Mặt đỏ bừng như bị tấy. Một người có gia đình mà có thể làm như vậy sao? Không thể. Vậy tại sao anh lại? Vì cô là 406. Chuyện gì? Tôi chỉ như vậy với 406. Nỗi sợ mơ hồ dần trở nên cụ thể, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy chúng ta quay lại vấn đề chính nhé. 406, có phải anh đã làm điều đó một mình không? Hồng Hi Chu bị hành động vô liêm sỉ của anh ta làm cho ngây người. Đồ khốn, đồ hốn. Chết tiệt. Một lời nguyền rủa không thể kiềm chế bật ra, cô cũng chẳng thể làm gì hơn. Thế là Bexa ơn cười nhẹ. Cô thật tuyệt vời, đe dọa giỏi, chửi mắng cũng tài. Ha! Mỗi lần nói chuyện với cô, tôi cảm thấy rất hứng thú. Hong Hi Chu lại một lần nữa đập mặt vào gối mềm. Đến lúc này, cô mới hoàn toàn hiểu ra. Bexa ơn thật sự định ngoại tình với tôi mà tôi không hề hay biết. Đã từng nghĩ mình nắm được điểm yếu khác của anh ta, nhưng cô vẫn chìm trong tuyệt vọng không thể kìm nén điều này còn nhục nhã hơn cả những năm tháng bị chồng lạnh nhạt Răng cô nghiến chặt phát ra tiếng ken két đổ khốn phải xử lý thế nào đây làm sao cơn giận trong lòng cô dần dần tích tụ cơn giận này không còn xa lạ với cô thậm chí có thể nói cô đã quen với nó cơn giận mà cô tưởng đã lắng xuống lại tiếp tục tích tụ như những cặn bã ngày hôm nay muốn chơi trong giường của vợ à vào khoảnh khắc đó hong hi chu lặng lẽ bùng nổ chỉ vì một câu nói tùy tiện của Bách xa ơn. Được thôi, không khí căng thẳng khiến không gian như nặng trĩu. Vậy thử xem sao, cô cảm thấy đầu óc nóng ran, hoàn toàn không thể nghĩ được gì. Nhưng có một điều rất rõ ràng, tôi phải khiến chúng ta ly hôn, quyết tâm này vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt cô như phủ một lớp dầu bóng, lấp lánh. Con giáp thứ 13, tôi không tin là không thể xử lý được cô giữ lấy cột và lắc thử đi. Nếu cô ở trước mặt tôi, tôi sẽ sờ vào ngực cô. Nâng ngực lên rồi, mốt lấy, tiếng ướt át liên tục vang lên. Nếu đó là ngực của cô, tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Không làm được, thật sự không làm được. Đàn ông cũng sẽ có phản ứng, tôi muốn bôi nó lên lưỡi của cô, thậm chí là nơi sâu hơn, nhưng, ừm. Nếu vậy, cô có thể sẽ bị sốc đấy, cô ngây thơ tôi chỉ bảo anh giữ lấy và lắc thử thôi ai bảo cô lại nói những lời dơ bẩn như vậy hong hi chu cố gắng lau mặt mặt cô nóng rát chỉ cần một phút quyết tâm của cô bắt đầu dao động âm thanh đầu tiên cô nghe thấy là tiếng vải quần áo cọ vào nhau và tiếng chăn bị lật những thứ không thể thấy khiến trí tưởng tượng của cô bùng nổ vô hạn đôi chân dài cơ bụng săn chắc và đường cong như vây cá tấm chăn trắng phủ nhẹ người đàn ông đang đứng thẳng cô tưởng tượng hình ảnh chồng cô dựa vào giường động tác lên xuống anh luôn nói xấu tôi hư giọng nói của cô run rẩy răng nghiến chặt lại phần dưới chắc cũng thô giáp lắm gương mặt của cô nóng rực như thể sắp cháy lên vấn đề là hong hi chu cũng bắt đầu cảm thấy nóng bừng nhiệt độ từ bụng dưới lan tỏa ra như sóng vừa rồi không nghe thấy câu trả lời cô chưa thử bao giờ sao giọng nói trầm đục lướt qua tai cô. Anh có tự sờ vào mình như tôi không? Tôi, không. Hồng Hy Chu nuốt một ngụm nước bọt khô rát. Không ai sờ vào cô sao? Chẳng hạn như chồng của cô chẳng hạn. Không, không có. À, không có. Anh ta nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ, rồi cô tức giận phản bác lại. Vậy anh đã sờ vào vợ anh chưa? Ngay lập tức, đầu dây bên kia trở nên im lặng nhưng cô nghe thấy âm thanh ma sát nhanh hơn, tai cô đỏ bừng. Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không khí. Tôi chưa bao giờ quan hệ với Hong Hi Chu. Lời nói trần trụi của anh khiến cô cảm thấy căng thẳng. Đôi khi tôi vẫn thấy dáng vẻ của cô ấy lúc nhỏ. Cô bé chỉ cao đến ngực tôi, dù cô ấy có lớn thế nào đi nữa, tôi cũng không điên đến mức làm như vậy với cô ấy. Hừ, hừ. Lời rên rỉ cuối cùng của anh lần này vừa nặng nề vừa bực bội. Những thứ mềm mại sẽ nhanh chóng vỡ vụn, nhưng đừng lo, tôi không phải là người không kiên nhẫn. Anh là kẻ tống tiền độc ác. Giọng nói hứng thú của anh pha lẫn với sự thô bạo. Hong Hi Chu cảm thấy mình càng lúc càng xa lầy. Vừa lúc anh đạt đến cao trào, anh cũng thở hồn hền. Những lời ướt át mà Bách Sa ơn nói ra dính đầy bên tai cô. Thật sự, đã làm chuyện đó trong phòng của Hong Hi Chu. Cô ngơ ngác hỏi, và nhận lại chỉ là một tiếng cười nhẹ. Đúng vậy, và khi Hong Hi Chu ra viện, cô ấy cũng sẽ nằm ở đây. Có lẽ anh không hề biết tôi đã làm gì khi ngửi thấy mùi của anh. Tại sao? Giọng cô trầm xuống, khàn khàn. Sao anh lại có thể buông thả như vậy? Hong Hi Chu xoa má mình, đôi mày nhíu lại. Tôi còn tưởng ít nhất anh sẽ quan tâm đến vợ mình sao anh lại có thể gọi cho tôi loại điện thoại này sau lưng hong hi chu giọng cô đầy oán hận yếu ớt như dây leo quấn chặt Bexa xa ơn dù lạnh lùng nhưng chưa bao giờ là người thô lỗ như vậy ngay cả không xét từ góc độ của vợ anh ta cũng khiến người ta thất vọng lúc này anh ta hình như lại hít một hơi thuốc lá từ điếu trước đó đầu lọc phát ra tiếng cháy cùng với một tiếng cười lạnh làn khói tỏa ra xung quanh Tôi bán thân vì ai chứ? Chuyện gì? Đây thật sự là một sự oan ức. Tôi còn có thể dao động và dựa dẫm vào ai nữa? Ồ! Hồng hi Chu vẫn đang hoang mang, thì anh ta đã đưa ra tối hậu thư. Lần sau, ngay cô 406 cũng phải cởi ra. Tốt nhất là anh nên nhớ điều đó. mươi 43 hi Chu đã ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa mới yêu cầu xuất viện mặc dù cơ thể cô vẫn còn đau âm ỉ nhưng không bị gãy xương cô thực sự cảm thấy bức bối vì bị giam mình trong bệnh viện thực ra là vì kể từ khi cuộc gọi đe dọa trở nên kỳ lạ trong lòng cô luôn cảm thấy nặng nề như có một tảng đá đè lên đồ đạc chỉ có vậy sao bét xa ơn cầm túi giúp cô và hỏi anh không hài lòng khi cô xuất viện sớm nhưng sau khi xem tin nhắn cô gửi cảm thấy khó chịu trong lòng một mình ở lại quá cô đơn, thái độ của anh lập tức thay đổi. Anh cũng hiểu, trong suốt thời gian cô nằm viện, không có ai trong gia đình đến thăm cô. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Anh đi đâu vậy? Hi Chu căng thẳng nhìn anh, anh thản nhiên bổ sung. Ngày rỗ của ông nội. À, mắt của Hi Chu lập tức mở to. Ngày rỗ của cố cô, cô bếp trang hô người vĩ đại ngoài làm tổng thống ông ấy đã làm mọi thứ ông là ông nội của bách xa ơn từ nhỏ đã được gọi là hoàng thái tử kể từ khi ông vào nhà xanh chỉ có ngày này ông mới phá lệ về nhà mỗi lần bách xa ơn tham gia họp mặt gia đình với tư cách là trưởng tôn đều bị máy quay ghi lại một gia tộc danh giá không thể được xây dựng chỉ trong một đời thế hệ đầu tiên từng giữ chức phó tổng thống đặt nền móng vững chắc cho gia tộc. Thế hệ thứ hai trở thành những người hùng trong chính trường. Thế hệ thứ ba đã bốn lần trúng cử nghị sĩ và trở thành ứng cử viên tổng thống mạnh nhất. Tiếp theo là thế hệ thứ tư, Bách Sa ơn trẻ trung và tài năng. Em cũng muốn đi. Hi Chu gửi đi tin nhắn như vậy, người đàn ông nhướng mày. Dù cô là vợ của trượt tôn, nhưng chưa bao giờ tham gia lễ cúng gia đình. Hoặc chính xác hơn, là không thể tham gia. Mỗi lần nhìn bóng dáng bét xa ơn phải rời đi, cô luôn cảm thấy mình chưa được thực sự chấp nhận. Chiều 6 giờ 9, tôi không muốn ở nhà một mình. Nhưng lần này, cô quyết định kiên trì với quyết định của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý. Sau bao nhiêu cuộc gọi trong suốt những năm qua, cô đã hiểu anh ấy. Dù là vì trách nhiệm đối với người vợ hợp pháp, tình cảm từ thuở nhỏ hay chỉ đơn giản là sự cảm thông dù không thể chính xác xác định thái độ của anh đối với cô nhưng anh không lạnh lùng như vẻ ngoài anh thực sự cũng đang âm thầm quan tâm đến cô nếu không muốn ở một mình thì ánh mắt im lặng nhìn cô khiến cô cảm thấy bất an cô nhíu mày một chút rồi lại lấy lại sự bình tĩnh nhưng lòng vẫn khó đoán được anh sao có thể phát ra âm thanh như vậy với vẻ mặt lạnh lùng đến thế không không thể được. Hi Chu vội vàng quay đầu đi, cố gắng xua tan những suy nghĩ không đúng lúc. Chúng ta đi thôi. Bét xa ơn đứng dậy, cầm hành lý của cô. Hi Chu nhìn anh, lòng cảm thấy phức tạp. Dù họ đã kết hôn nhiều năm, nhưng cô luôn cảm thấy khoảng cách giữa mình và người đàn ông này quá xa. Cô không hiểu tại sao, dù là chồng, nhưng cô lại luôn cảm thấy như anh là người lạ có lẽ là vì anh chưa bao giờ chia sẻ bất kỳ điều gì với cô mỗi khi cô muốn hỏi anh về những điều liên quan đến anh anh luôn đưa ra một câu trả lời lạnh lùng hoặc đơn giản là im lặng cái im lặng này khiến cô cảm thấy mình sẽ mãi không thể bước vào trái tim anh tuy nhiên khoảng cách này không phải là không thể giải quyết cô biết chỉ cần anh ấy muốn mọi vấn đề đều có thể được giải quyết cô đã từng cố gắng muốn lại gần anh muốn hiểu về anh nhưng mỗi lần cô lại bị bức tường lạnh lùng ngăn cách cô không nản lòng mà ngược lại bắt đầu suy nghĩ cách phá vỡ bức tường đó ê bác xa ơn anh có phải hơi quá lạnh lùng không cô lấy hết can đảm để gửi câu hỏi như vậy bác xa ơn nhìn cô dường như có chút ngạc nhiên lạnh lùng đúng vậy anh lạnh lùng à bác xa ơn nhíu mày như đang suy nghĩ rồi giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn một chút có lẽ tôi chỉ quen không nói nhiều hi chu nghe xong trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm cô không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng gật đầu bác xa ơn tiếp tục nhưng nếu em không thích anh có thể thử thay đổi hi chu ngước lên nhìn anh trong ánh mắt có chút nghi ngờ cô không chắc liệu anh có nghiêm túc không dù sao đi nữa ít nhất cô cũng nhận được một câu trả lời được rồi thử xem cuối cùng cô vẫn nhượng bộ em nghĩ chúng ta thật sự có thể thay đổi không bác xa ơn không trả lời chỉ nhẹ nhàng nhìn cô một cái ánh mắt đó khiến hi chu cảm thấy có chút bất an cô ép bản thân bình tĩnh lại ngẩng đầu nhìn anh anh sẽ thay đổi sao bác xa ơn cuối cùng lên tiếng anh sẽ cố gắng thay đổi giọng anh không có quá nhiều cảm xúc vẫn lạnh lùng và lý trí như trước. Trong lòng Hi Chu thoáng rung động, nhưng cô không nói gì. Cô biết, dù sao đi nữa, cô đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Anh không thấy thế này có chút miễn cưỡng sao? Bét xa ơn nhíu mày một chút, em nói anh không đủ chân thành à? Hi Chu lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không phải ý đó. Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, chỉ là mối quan hệ giữa chúng ta lúc nào cũng có chút xa cách anh biết Bexa xa ơn im lặng một lúc rồi thở dài có đôi lúc anh cũng mong chúng ta có thể gần gũi hơn hi chu bị câu nói này làm cho ngạc nhiên trong lòng có chút lúng túng anh nhá sao lại không giọng Bexa xa ơn có chút khó hiểu chúng ta đã kết hôn lâu như vậy em không cảm thấy hi chu lập tức im lặng không biết phải nói gì cô không hiểu tại sao anh lại nói ra những lời như vậy? Anh biết em chắc chắn nghĩ rằng giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà, anh không tiếp tục mà chỉ nhìn cô. Nhưng em không nghĩ rằng có những chuyện cần phải có thời gian để giải quyết sao? Hi Chu trong lòng chợt động, nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết, thời gian là cách giải quyết tốt nhất. Anh hy vọng em có thể hiểu. Em biết, Bé Sa ơn nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng chúng ta nhất định sẽ ổn thôi. Hi Chu bỗng cảm thấy, trong lòng có một chút ấm áp. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bét Sa ơn nhẹ nhàng mỉm cười, nắm tay cô bước đi. Hi Chu, sao em lại đột nhiên đến đây vậy? Khi Hi Chu bước vào bếp, Sim kêu Chin đang bận rộn chuẩn bị đồ lễ cúng. Cô ấy mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen và quần thể thao đen, trang phục này không thực sự hợp với không khí trong bếp nhưng rõ ràng cô ấy bận rộn đến nỗi không kịp đeo tạp dề. Hi Chu biết, tất cả những thứ này đều do Sim Kiêu Chin tự làm, không có ai giúp đỡ. Cá nướng, xiên thịt, bánh bò, bánh đậu phủ, xiên nướng, bánh cá tuyết, bánh đậu xanh, bánh bí ngô, bánh nấm hương, súp. Tất cả đồ lễ cúng đều do cô ấy tự tay chuẩn bị, không nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Sự kiên quyết của cô ấy trong gia đình là điều ai cũng biết. Hi Chu đã xuất viện rồi. Chậu cây tôi gửi đến bệnh viện, em nhận được chưa? Hi Chu gật đầu, trả lời, nhận rồi. Thực ra em có thể ở lại bệnh viện thêm vài ngày mà, sao lại ra nhanh thế? Có phải bác Sa ơn nhắc đến chuyện lễ cúng, nên ép em ra không? Sim kêu Chin nhìn con trai mình với ánh mắt đầy nghi ngờ. Hi Chu vội vàng xua tay, cho thấy không phải như vậy. Chị dâu... Sao bách xa Sa ơn lại làm vậy chứ? Lúc này, cô em chồng ôm chú chó nhỏ xuất hiện, vừa vốt ve nó vừa nói. Cả gia đình cứ thúc giục phải gặp mặt em dâu, thật là sắp phát điên rồi. Nhưng mà cô ấy chẳng chịu lộ mặt một chút nào, quả là một đứa cứng đầu. Ánh mắt cô em chồng chuyển sang Hi Chu. Hôm nay sao lại đột nhiên đưa cô ấy đến đây, thật sự rất tò mò. Bách xa ơn lạnh lùng đáp, một mình cảm thấy cô đơn. Gì cơ? Cô em chồng dừng tay vuốt ve con chó nhỏ. Vì không muốn chia xa, nên chúng tôi đi cùng nhau. Có vấn đề gì sao? Á, à, không, không phải ý đó. Cô em chồng mặt đầy vẻ ngạc nhiên, như thể nghe phải lời kỳ lạ. Dù là chị dâu hay bách xa ơn, đều có những điểm đặc biệt rất lạ lùng. Sim kêu Chin nhẹ nhàng cười, đáp lại sự phàn nàn của cô em chồng. Việc chuẩn bị đồ cúng tôi không muốn giao cho ai khác biết rồi biết rồi vào thời kỳ mà phụ nữ phải lo liệu công việc nhà cửa chính béc trang hô là người đã ủng hộ sim kêu chin quay lại học tập ông ấy cho phép con dâu tự do ra ngoài còn cưng chiều đưa cháu trai lớn ôm nó trong tay béc gia ơn được yêu quý đến mức nào mỗi cuối tuần ông ấy đều dành thời gian ở bên con cho đến khi đứa trẻ lên trung học ở bất kỳ hoàn cảnh nào ông đều không để cháu trai rời xa mình. Trong thời gian này đã có tin đồn rằng ông ấy đã hoàn thành việc giáo dục thiên tài cho cháu trai qua việc dạy dỗ tại nhà và đã kết thúc việc học ở trường công. Dù là về dũng mạo, khí chất hay tính cách cứng cỏi như che và triết lý chính trị, Beck Sa ơn đều giống Beck Trang hô nhất. Anh được đánh giá là tác phẩm xuất sắc của Beck Trang hô đã khuất. Vì vậy những người con trai trực hệ muốn chiếm đoạt ánh hào quang của anh ta, mỗi lần nghe đến danh hiệu này, sắc mặt đều trở nên khó coi. Sa Ion là, hãy để vợ cậu học hỏi thật kỹ đi. Lúc này, những người thân đang vội vã mang đồ lễ vật, vừa di chuyển vừa nói một cách tùy tiện. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 44. Sau này nếu con kế thừa lễ cúng tổ tiên, những việc này con phải làm chứ. Nếu không, gia đình sẽ mất mặt đấy. Con không định kế thừa đâu. Cái gì? Lễ cúng tổ tiên, con sẽ không tiếp nhận. Những lời nói dứt khoát như vậy khiến không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Vậy, vậy ý con là gì? Con không tiếp nhận lễ cúng tổ tiên, ai sẽ làm đây? Con là trưởng tôn, lẽ ra phải là con tiếp nhận chứ. Dù Hi Chu như là người ngoài cuộc, nhưng cô chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào các họ hàng luôn cố gắng kéo cô vào muốn thừa kế tài sản thì phải tiếp nhận lễ cúng tổ tiên vậy thì để bác trai tiếp nhận đi cái gì nếu con thừa kế con sẽ bỏ lễ cúng tổ tiên ngay trong đời này câu nói của con là gì vậy vậy ai muốn làm lễ cúng tổ tiên thì tự đi mà tiếp nhận đi bác xa ơn nhìn quanh một vòng các họ hàng đang ngơ ngác như thể đang công bố kết quả đấu giá. Một sự im lặng lạnh lẽo bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Mẹ chồng chỉ nhún vai, nhìn về phía này với vẻ thích thú. Không phải để tôi làm trực tiếp, sao phải đầy hết những việc này cho vợ tôi? Tôi lấy vợ đâu phải để nấu cơm cho người chết. Những người muốn hưởng lợi mà không làm gì thì sẽ không nhận được sự bảo vệ của tổ tiên đâu. Lời nói sắc bén của anh ta khiến Hi Chu cảm thấy có chút lúng túng không khí lạnh lẽo như điện tĩnh chạm vào da thịt. cái gì người chết ta, bác trai mặt đỏ bừng, nâm cao giọng. cái đồ vô giáo dục này, nếu không nhờ có sự bảo vệ của cha con, thì mọi người muốn thăng tiến hay đắc cử cũng phải tốn ít nhất 10 năm nữa. đúng, nhìn qua thì quả thật là vậy. nhưng con nói gì người chết ta, liệu họ còn sống không? Bác Sa ơn đáp lại lạnh lùng tôn trọng tổ tiên và làm vợ phải vất vả là hai chuyện khác nhau tôi sẽ không làm những việc mô mốc như vậy con con tôi còn không đủ sức nấu ăn cho vợ mình mà còn đòi cô ấy anh ta cắn môi rồi lắc đầu đôi tay anh như những chiếc xích khóa chặt lại vừa nặng nề vừa mạnh mẽ hi chu cảm thấy tim mình đập mạnh vì sự bảo vệ của chồng nhưng mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc nếu muốn gia đình mạnh mẽ hơn bây giờ hãy dạy dỗ con cái của mình cho tốt. Những chuyện tôi nghe thấy không ít đâu. Hừ, khi lời nói không thể ngăn cản anh, mũi dùi chỉ trích quay sang Hi Chu. Vậy nên, gia đình cần tìm một cô dâu tốt, Bác Sa ơn cười nhếch mép. Nếu lễ cúng tổ tiên quan trọng đến vậy, sau khi tìm vợ cho hai con trai, đầu tiên lại là nhìn vào tài sản của họ. Nếu kết hôn chỉ để nấu ăn cho thần linh, chi bằng tìm một bà phù thủy còn hơn. Thằng nhóc chết tiệt này, cằm của bác trai run lên. Hi Chu không nhìn nổi, liền kéo tay anh. Bác Sa ơn nhớn mày rồi im lặng. Con à, lúc này tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ chồng phá vỡ không khí căng thẳng. Con có thấy cái túi của mẹ trên bàn kia không? Có thể giúp mẹ mang nó vào phòng sách không? Mẹ chồng nhìn vào mắt cô rồi cười dịu dàng. Bác Sa ơn lúc này mới thả tay ra. Tìm mẹ đập nhanh quá. Mẹ vội vàng chạy lên lầu 2, thấy không khí trong phòng khách vẫn căng thẳng vì những lời nói của bách xa ơn. Phòng sách của mẹ chồng rất yên tĩnh. Khi bước vào nơi bao quanh bởi sách vở, vai cô tự nhiên trở nên thư giãn. Hi Chu mở bàn tay đang nắm chặt và đặt túi lên ghế. Ôi! Ánh mắt của cô dừng lại trên vài chiếc khung ảnh cũ trên bàn. Có ảnh cưới, ảnh gia đình, ảnh trong buổi lễ trao giải nhưng bức ảnh thu hút sự chú ý của cô nhất là bức ảnh mừng sinh nhật tròn một tuổi của bé xa ơn với vẻ mặt béo ú cô cắn chặt môi nhẹ nhàng nhấc bức ảnh lên đứa trẻ này lớn lên sẽ hi chu không khỏi dùng mình cậu bé mặc bộ han bốc nhiều màu sắc tay cầm chặt một vật gì đó trông như đang tham gia lễ bắt đầu chọn nghề nghiệp nhìn kỹ hơn đó là chiếc điện thoại di động dày cộp lần đầu tiên được sử dụng cho mục đích thương mại vào năm 1988 và chiếc búa đồ chơi. Wow! Hi Chu nghĩ thầm, món đồ mà cậu bé chọn quả thật rất đặc biệt. Sau đó, cô giả vờ không nhìn thấy và đặt bức ảnh xuống. Cô vội vàng chuyển ánh mắt đi, không muốn nhìn thêm lễ bắt đầu nghề nghiệp kỳ lạ và bất ngờ này. Trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng. hưm, cô nhíu mày. Một tờ tài liệu về công ty dịch vụ tang lễ xuất hiện trước mắt, rất nổi bật. Đó là tờ rơi quảng cáo dịch vụ tang lễ, bao gồm các vật dụng tang lễ, dịch vụ xe cổ, hỗ trợ nhân sự, v, v. Sao lại có thứ này ở đây? Hi Chu nghiêng đầu, ngạc nhiên. Nhưng khi cô bước ra khỏi phòng, nghi vấn đó dần dần bị lãng quên. Trong phòng tràn ngập một mùi hương nhẹ nhàng và yên tĩnh. Khi các bậc trưởng lão trong gia đình đang thực hiện nghi lễ, Hi Chu ngồi trong phòng khách, nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Bà mẹ chồng, trước đây luôn ám mùi thức ăn, giờ đây mặc chiếc váy tím, đang dâng rượu cho Bách Trang Hô, người đã qua đời. Sim kêu Chin nhìn bức ảnh của người cha chồng đã mất, đôi mắt đã đỏ hoe. Nhưng bà nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt rồi bước đến gần. Các bạn cứ ăn trước đi, đừng chờ tôi. Trong phòng khách, mẹ chồng và các con dâu trực hệ, những cô dâu thuộc thế hệ khác, và cả em chồng đều đang tụ tập. Là một phần trong đó, Hi Chu ngồi không yên, không dám dựa vào lưng ghế, trông rất không thoải mái. Ê, chị dâu, Sa Yon ăn gì mà cao thế này? Ngày xưa, cha chồng cũng cao như vậy. Trong thế hệ họ hàng này, chỉ có Bách xa ơn cao khoảng 188cm. Dù có lẫn vào đám đông, anh cũng rất nổi bật. Hi Chu, người luôn chú ý đến anh, ngay lập tức tập trung nghe khi tên Bách xa ơn được nhắc đến. Trước đây, cậu ấy rất hay nói, năng động đến mức khó mà quản lý được, không ngờ giờ lại trở nên im lặng như vậy. Sa Yon, cô em chồng ngạc nhiên hỏi lại. Ngày trước, cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, khó mà dạy bảo được. Nhưng trong ký ức của Hi Chu, bác ơn luôn có chút kỳ quái, lúc nào cũng như sắp gục ngã. Có lẽ vì ấn tượng ban đầu mạnh mẽ này mà cô rất khó để cảm nhận lời bà mẹ chồng. Lúc này, cô em chồng nhếch môi, chị dâu cưng chiều cậu ấy lắm, vì là cháu trai lớn, từ nhỏ đã ít khi cho ra ngoài. Tôi gần như không có ký ức gì về xã Ion lúc nhỏ, ngoài lễ bắt đầu nghề nghiệp. Đúng vậy, dù sao cũng là con trai trường chắc chắn bà ấy rất chăm chút. Cảm giác trách nhiệm rất lớn. Nhưng bà ấy bảo vệ cậu ấy quá mức rồi. Không, đó là ý của cha chồng. Sim kêu Chin mỉm cười nhẹ. Ông ấy sợ bị người khác bàn tán, nên mọi việc đều tự tay chăm sóc, tự tay dạy bảo. Cha chồng có ơn với tôi, tôi còn nhiều điều phải báo đáp ông ấy. Hi Chu nghe những lời này và cảm thấy rất lạ lẫm. Vì vậy, cô càng cố gắng giữ thẳng lưng, dù nó vẫn còn hơi mỏi đang cúi xuống xoa lưng cô chạm phải ánh mắt của mẹ chồng con à nếu mệt thì lên lầu nghỉ ngơi đi tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hi chu chủ đề đã chuyển sang cuộc bầu cử tổng thống hi chu cử động ngón tay lắc đầu ra hiệu là không sao đừng cố gắng quá nghỉ ngơi một chút đi mới xuất viện cơ thể con vẫn chưa khỏe lại đúng vậy con không ở đây cũng không sao câu nói đó nghe có vẻ châm chọc. quay nhìn xung quanh, cô nghe thấy những tiếng xì xào như à người đó là cô ấy à chính là người không biết nói. có lẽ đó là cảm giác của một con vịt con lạc giữa những con thiên nga. hi chu ngượng ngùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. những ánh nhìn chói mắt như vậy. khi bexa ơn kiên định đứng trước mặt cô, chắn hết mọi ánh nhìn, cô không cảm thấy gì cả. Hi Chu vừa cảm nhận lại sự quan tâm sâu sắc của anh, vừa một mình bước lên cầu thang. Cọt kẹt, cô đẩy cửa căn phòng lâu không sử dụng, bản lề phát ra âm thanh kim loại cũ kỹ. Dù chỉ là vào phòng mà chồng cô từng sử dụng, cô vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi giáo. Bởi trong phòng tràn ngập một bầu không khí khiến cô cảm giác như bếp xa ơn vẫn còn ở đây. Phòng không có hơi ấm. Hi Chu dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ lên bức tường, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo như xi măng, rồi tiếp tục bước về phía trước. Đây chính là phòng mà Bexa ơn đã dùng từ nhỏ, phải không? Những món đồ cũ phủ dưới tấm vải trắng trông có phần u ám. Dù sao, anh ấy cũng chuyển ra ngoài sống từ khi 20 tuổi, nên căn phòng này gần như đã thành kho chứa đồ. Hi Chu ngửi thấy mùi bụi cũ trong phòng, rồi ngồi thụp xuống giường. Á à, Cô chớp mắt rồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Có thể nhìn thấy phòng của tôi à? Cô dán mặt vào cửa sổ, mũi bị ép chặt. Từ phòng của anh, có thể nhìn thấy căn phòng bên cạnh. Nói cách khác, có thể nhìn thấy phòng của gia đình hội trưởng Hong. Chính xác hơn là căn phòng nhỏ ở tầng 2. Nơi đó là không gian nhỏ giữa cửa sổ và bức tường. Cô đã từng đặt một chiếc bàn học nhỏ ở đó, thức khuya luyện tập ngôn ngữ ký hiệu. Hi Chu rơi vào một cảm giác buồn bã nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào phòng của mình. Ngôn ngữ mà cô học lúc ban đầu rất khó, và ánh mắt nghiêm khắc của mẹ như một chiếc khóa, đóng chặt miệng đứa trẻ. Dù vậy, vẫn khao khát được yêu thương, và cơn khát ấy đã đẩy Hi Chu khi còn nhỏ đến bờ vực tuyệt vọng, khiến cô không thể ngừng luyện tập ngay cả vào lúc nửa đêm. Liệu anh ấy có nhìn thấy không? Vào đúng lúc nghi ngờ ấy, cửa phòng bỗng dưng bị đầy mở. Hong Hi Chu. Anh không bật đèn, đi thẳng đến và bước đi không chút do dự. Trong bóng tối, đôi mắt ấy sáng lên với ánh sáng rõ ràng. Chương 45. Em đã tìm thấy một nơi rất tốt rồi. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh Hi Chu. Tôi thích nhìn ra ngoài cửa sổ từ căn phòng này. Em đoán tại sao không? Cô không thể rời mắt khỏi anh, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lạnh lùng. Đường nét khuôn mặt nghiêng của anh thanh thoát, tinh tế như được chạm khắc. Trong những đường cong đẹp đẽ ấy, dường như ẩn chứa một quá khứ mà Hi Chu không thể đoán ra. Mỗi lần mơ thấy mình rơi xuống sông rồi tỉnh dậy, tôi lại thấy Hi Chu nhỏ đang ở đó, chăm chú làm việc. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm đến mức ngay cả ban đêm cũng không chịu ngủ. Dù vậy, tôi vẫn hoàn toàn không hiểu lời của em. Cảm giác như đang ở dưới nước vậy, có lẽ đi đến thủy cung em sẽ cảm thấy thế này. Hoặc có thể... Tôi vẫn còn ở trong nước. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời này, nhưng khi nhìn thấy cử chỉ của em, tôi cảm thấy an tâm. Giấc mơ đã kết thúc, đây là hiện thực, anh dùng tay phủ lên tay Hi Chu và nói. Hi Chu đột nhiên cảm thấy ấm áp, nhịp tim cô tăng nhanh. Chỉ cho tôi một ký hiệu tay đi. Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh nghiêng đầu một chút. Tôi rất quan tâm đến ngôn ngữ của Hi Chu. Tên khốn này Đột nhiên giờ mới nói sao? Lúc nhỏ em, em luôn làm động tác này. Anh nhẹ nhàng gõ ngón út vào cằm mình. Hi chu cắn chặt môi. Cô nhớ lại lời của một bà cô đã nói, những người chồng ngoại tình thường mua hoa và quà cho vợ. Thật là một tên khốn. Khi còn nhỏ, để giả vờ như không có chuyện gì, cô học và sử dụng ký hiệu tay không sao nhiều nhất. Đó là ý nghĩa của không sao. Tôi luôn chờ đợi trong bóng tối, ánh mắt của họ giao nhau. Chờ em mở lời trước. Hi Chu cắn chặt môi, ánh mắt anh sắc lạnh như muốn xuyên thủng cô. Đây là một đêm mà mỗi người đều giấu những tâm sự riêng. Ông bé, mẹ đứng ở cửa trong bộ váy nhung. Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ chồng đưa cho anh một bộ quà như một nhiệm vụ. Ngay khi buổi lễ cúng kết thúc, bé xa ơn định rời đi ngay lập tức thì bị mẹ chồng giữ lại. Đã đến đây rồi, không thể về tay không được vậy là bà đóng gói một ít đồ ăn cho anh và thế là Hi Chu đi thẳng đến nhà mẹ đẻ nơi không có trong kế hoạch em không mệt à sao lại đột một đến đây vậy ánh mắt mẹ dịu dàng trông thật thân thiện Hi Chu hơi lúng túng tháo giày có vẻ như không thoải mái với sự tiếp đón nồng nhiệt của mẹ Kim Yun Hi vẫn nhiệt tình nhận lấy món quà và dẫn họ vào phòng khách bố vợ có ở đây không ạ à? à ông ấy bây giờ mẹ liếc nhìn hi chu trong khoảnh khắc đó ánh mắt của bà trở nên phức tạp đôi mắt đen sắc sảo vừa như đang chế giễu lại vừa như đang khó xử mẹ vốn là người dễ dàng thể hiện cảm xúc nhưng lúc này suy nghĩ của bà lại khó đoán tuy nhiên một linh cảm lạ lùng bắt đầu lan tỏa khắp lưng hi chu chỉ có hi chu cô con gái đã học cách cảm nhận cảm xúc của mẹ qua thời gian dài mới nhận ra sự thay đổi tinh tế này Hi Chu đột nhiên cảm thấy khô miệng, cơn khó chịu trong lòng cũng bắt đầu lan ra. Kim Yun Hi Thu lại nụ cười và chuyển sang chủ đề khác. Trước tiên uống một tách trà đi. Bà Kim dịu dàng mời hai người ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, món điểm tâm đã được chuẩn bị xong. Bà ngồi trên chiếc sofa sang trọng, lần lượt nhìn cả hai. Chúng ta đã kết hôn hơn ba năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ba người chúng ta ngồi lại với nhau. Hi Chu vừa định với tay lấy tách trà, thì đột nhiên bị nắm chặt cổ tay. Uống nào của tôi đi. Bác Sa ơn dùng cằm chỉ về phía tách trà mà anh đã mở nắp và để nguội sẵn. Đừng vội uống, đừng để bị bỏng. Trà của anh thực sự hơi mát. Hi Chu thuận tay cầm tách trà Bác Sa ơn đưa cho, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ánh mắt của bà Kim thoáng qua một tia sáng lạ. Bác tiên sinh, nói thật đi, ở bên Hi Chu có phải rất nhàm chán không? Hi Chu ngừng một lúc, nhưng vẫn uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy ít nói, chẳng làm được gì, bé tiên sinh ở bên cô ấy, chắc hẳn không hợp lắm đúng không? Vị trà cô hoàn toàn không cảm nhận được, Hi Chu chỉ thấy như đang uống nước nóng, cô từ từ nuốt xuống. Trước mặt gia đình hay người ngoài, việc mẹ hạ thấp con gái đã là chuyện bình thường, nhưng hôm nay Hi Chu lại cảm thấy mặt mình nóng bừng. Không phải như vậy đâu. Ừ, bác xa ơn đặt mạnh tách trà xuống. Hi Chu chỉ cần nhìn thôi đã rất thú vị. Hơn nữa, anh cúi người xuống, hai tay chắp lại trên đầu gối. Dù tầm mắt thấp xuống, nhưng cảm giác áp lực không hề giảm đi. Anh nhìn thẳng vào mẹ vợ bằng ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lùng. Sự nhún nhường kiểu này làm tôi cảm thấy rất khó chịu anh nói gì cơ xin đừng tiếp tục hạ thấp hi chu trước mặt tôi làm vậy không chỉ làm tôi mất mặt mà còn là sự sỉ nhục đối với tôi rất không vui xin đừng làm như vậy nữa bà kim bị sự chỉ trích mạnh mẽ này làm cho ngơ ngác trong chốc lát bác tiên sinh có phải anh đã có người phụ nữ khác rồi không phụt khụ khụ hi chu phun trà ra ngoài bác xa ơn phản xạ nhanh tay lau sạch những giọt trà trên cằm cô khuôn mặt cô đỏ bừng, ho liên tục, mẹ cô nhìn mắt lại, tiếp tục quan sát cặp vợ chồng này. Thật là kỳ lạ, giọng điệu của bà như thể đang nói, sao anh lại thay đổi đột ngột thế? Hi chu à, lúc đó, cùng với âm thanh bạc, mẹ đặt tách trà xuống. Bà khẽ nâng một bên khóe miệng. In a sắp trở về rồi. Hi chu lúc này như thể nghe được một ngôn ngữ lạ, hoàn toàn không thể hiểu được câu nói đó. Tim cô bắt đầu đập nhanh, như thể sắp vỡ tung ra. Cô chắc chắn mình đã nghe thấy gì đó, nhưng trong đầu lại không thể nắm bắt được rõ ràng, chỉ cảm thấy âm thanh của mẹ như thể là ảo giác sai lầm thoáng qua. Tuy nhiên, món tay của người đàn ông đang nắm cầm cô bỗng run nhẹ, sự cứng ngắc trong tay anh ấy rõ ràng đến mức kỳ lạ. Đây không phải là ảo giác. Hi Chu cuối cùng cũng bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. "Chị, sắp trở về sao?" Cô khó khăn quay đầu, nhìn mẹ. Con không biết chị ấy làm gì ở ngoài, sống ở đâu. Nhưng hình như hội trưởng Hong biết. Mẹ nhẹ nhàng lẩm bẩm, dường như muốn nói rằng dù sao chị ấy cũng là con gái ruột. Ông ấy vẫn quan tâm. Nghe nói chị ấy đã làm một ca phẫu thuật ở Đức, mất rất nhiều thời gian. Kim Yun Hi nhẹ nhàng gõ vào tay mình nói. Giờ thì thính lực đã hồi phục. Hỏng cô chợt co thắt mạnh. Mẹ nhún vai, Nhìn Hi Chu. Từ giờ, những gì con cần làm có lẽ cũng đã xong rồi. Nụ cười trên khuôn mặt mẹ như bóng ma, ám ảnh trong tâm trí Hi Chu. Vị hôn thê thật sự của Bexa Ơn sắp trở về nước. Chị ấy sắp trở về rồi. nỗi nhớ, sự cảnh giác, niềm vui và cảm giác tự ti như muốn đẩy cô ngã xuống đất. Bexa Ơn đưa cô đến cửa nhà rồi lại quay về văn phòng. Về đến nhà, tâm trạng Hi Chu như rơi vào một hố sâu không đáy, cảm giác trống rỗng vô cùng. Cô ngồi trong căn phòng không bật đèn, siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Chị ấy sắp trở về rồi. Hi Chu vội vã dùng tay lau qua khuôn mặt tái nhợt của mình. Có lẽ cô nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa. Nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng Hi Chu, cảm giác bất an không thể tả, cứ thế hành hạ cô. Chẳng lẽ cô đã luôn hiểu sai điều gì đó một cách nghiêm trọng? Dù cô có cố gắng tránh xa việc ly hôn. Nếu như chị ấy, nếu chị ấy xuất hiện, sự tồn tại của Hong In cô thì hoàn toàn lật ngược mọi thứ. Sự thật này khiến một phần trong lòng Hi Chu hoàn toàn sụp đổ. Cô chẳng thể làm gì cả. Dù đã qua 10 giờ tối, cô cũng chẳng có tâm trạng gọi điện, thậm chí động đầy cũng cảm thấy phiền phức và mệt mỏi. Cảm giác bất lực mà cô đã quên đi trong suốt thời gian qua, giờ lại từ từ xâm chiếm từ mắt cá chân lên. Gọi điện có ý nghĩa gì không? Ánh mắt Hi Chu trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống. Cứ thế trôi qua 10 phút, 30 phút, 40 phút, 1 giờ. Cô chỉ nằm trên giường, chớp mắt, đột nhiên điện thoại reo lên. Là, kẻ bắt cóc sao? Hi Chu bật dậy, lục lọi trong túi sách và tìm thấy điện thoại. Nhưng bất ngờ là tên hiển thị trên màn hình là Sao lại là? Hi Chu nhìn màn hình, trên đó hiện lên bốn chữ chồng thương mại, không biết phải làm sao, chiếc điện thoại như một tờ giấy đã bị vò nát, cô siết chặt trong tay. Cô do dự không biết có nên bắt máy không, cuối cùng vẫn vuốt tay nhận cuộc gọi. "Hong Hi Chu." Ngay khi cuộc gọi được nối, lời anh ấy như một cơn lũ ập đến. "Đừng nói gì cả, thư giãn đi." chỉ cần nghe là được. Bét xa ơn dường như hoàn toàn hiểu được tâm trạng cô, ra lệnh. Em đang ngủ à, nếu có, gõ nhẹ vào điện thoại. Cô không làm gì, anh khẽ ậm ừ. Chuyện gì vậy? Trưởng khoa Han Jun. Hi Chu trợn mắt, hoàn toàn không theo kịp nhịp độ. Trưởng khoa Han Jun sao lại xuất hiện bất ngờ thế? Em không có nói chuyện riêng với trưởng khoa Han Jun chứ? Đây là chuyện gì vậy? cô uất ức gõ nhẹ vào màn hình ngay sau đó sự im lặng đến đúng lúc anh ấy không ngủ cũng không trò chuyện với ai khác vậy sao lại thế này anh từ từ lẩm bẩm câu hỏi giọng nói nhanh chóng biến mất hi chu không để tâm đến lời anh nói chỉ ngây người nhìn lên trần nhà trong khi sự im lặng vô nghĩa ấy kéo dài tôi sẽ đến ngay anh khẽ nói câu đó rồi tắt máy có phải vì Chin Chun không có ở đó nên anh mới về nhà sớm thế này? Cảm xúc vốn đã không ổn định giờ càng thêm tồi tệ sau kết luận này. Khuôn mặt cô ngay lập tức biến dạng, tìm thấy điện thoại. Khi người ta càng trở nên biến dạng, họ lại cảm thấy một niềm vui sai lầm. Cô lúc này chính là như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Những cảm xúc chưa được giải đáp dâng trào như suối nước trong lòng. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn